lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam. Một bộ phim tình cảm gia đình không thể bỏ lỡ. Làm sao đây? Vào thời điểm quan trọng như vậy mà lại có thai sao? Chị hãy nghỉ việc đi. Đúng vậy. Nhập học là 1 triệu, học tiếng Anh là 588.000, tiền xe buýt 99.000. Trời ơi. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tủ ấm. Nhưng em để hành ở đâu vậy hả? Trong ngăn mát tủ lạnh. Ờ, được rồi. Để con muối đâu vậy? Hài hước nhưng không kém phần tâm lý và thực tế. Mình sẽ cầm nó lên. Ông bố nội trợ lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star, SCTV 11.